Rồi, hello, xin chào anh chị em các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục lên sóng cho một số cái mẫu xe mới về ha. Thì dòng xe mới về hôm nay thì có dòng xe từ Lên 150 đến dòng xe phân khối lớn đến 90 phút chuẩn bị xe máy 800 cc truyền ha. thông gửi Đấy, thì đến hôm nay đường thì trăm mình sẽ cập nhật một số cái mẫu xe mới về cho anh em ha. bên Facebook Thì đầu xe máy video báo giá thì mình sẽ trên đọc lại cái địa chỉ cửa kênh hàng YouTube ha. của Anh Hà em Nội ở gần thì mình có thể là con chạy đường đến 36 trực tiếp A. thêm xe, hoặc anh em ở xa thì mình có thể inbox Zalo, cửa hàng sẽ ship xe toàn quốc nhé. Thì địa chỉ cửa hàng hiện tại mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô ha, địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương, và số điện thoại cửa hàng là 092770 và tứ quý 8 nhé. Cửa hàng vẫn có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc em nhé. Đấy, thì đồng hành với mình hôm nay thì cùng anh Phong sẽ cập nhật báo giá cùng với anh em ha. Vâng, Đây là anh Phong mọi người xin nhé. chào tất cả anh em. Video này thì trước tiên mình với anh Thắng sẽ báo trước mấy con mới về trước. Sau Ok. đó cập nhật thêm vài dòng để anh em tham khảo. Ok. Con đầu tiên này đi anh Thắng. Z3. Z3 xe 2017 biển số 84 của Trà Vinh. Biển Ok. số 84A100500. Xe thì sạch sẽ, có đi cái bộ tem chùm. Để tiêm chùm anh em ạ. Con này anh em nào không thích thì có thể lột ra, Rồi. bao bên trong không là ok, ngon lành. Ok. Chiếc này có lên mỗi cái bô thôi ha. Đó, mỗi cái Bộ bô thôi. AK rồ gà thì Ok. chiếc này nó chạy 33.000, mình sẽ để cho anh em vào cái mức giá nó là 65 triệu. 65 triệu anh em nhé. Đó, Tiện Z3 rất dễ tiện đây luôn. thì mình còn mấy con Đó. nữa, anh em mình báo giá Rồi. luôn để anh Rồi. em có cái so sánh nó thuận tiện luôn. Chiếc tiếp theo thì nó là xe 2017 đi 8.000 cây và đã rút sẵn hồ sơ rồi. Con này thì hiện tại mình đang bán ở cái mức giá nó là 80 68 triệu. 68 triệu Con này thì trong lễ mình đã báo cái giá giảm xuống từ 72 xuống còn 68 anh em nhé. rồi, ok. Nên là bây giờ mình chỉ đọc luôn cái giá bán thôi cho nó nhanh. Rồi. Con tiếp theo thì nó đi 17.000, cũng có sẵn hồ sơ đời 2017 và cũng đang bán là 68 triệu. 68 triệu. Đây là hai con tiếp Đó. theo đây. Con tiếp nữa là biển số Sài Gòn đi được 21.000 cây, xe 2017. Con này thì mình cũng đang bán là 68 68 luôn. 68. Rồi, con tiếp theo đi 23.000 nhưng con này nó là 28. Con này thì mình đang bán ở mức giá là 74 triệu. Rồi, con này là cao nhất 74 triệu. Z3 hay là Ninja 3, R3 thì những cái dòng xe 300 đó có rất nhiều. Tí nữa mình với anh Thắng Rồi. sẽ cập nhật lại cái dòng đó để anh em Ok. tham khảo thôi. Đây vào trong này có mấy con xe mới về trước. Rồi. Cái màu xanh này của R15V3 là màu xanh sơn lại, À, sơn màu màu sơn ha. kiểu chứ màu Đó. gốc của nó không có màu này đâu. Rồi, màu sơn sơn lại. Đó, màu cũng rất đẹp ha, màu sơn xanh nhám ha. Con này phục điên trước 2018. 28. 18 Tí nữa sim châm tí dầu vào cái ổ khóa xin ha. con R15 xanh. Nó hơi cứng. Đi được 25.000 cây, 25 xe ngàn ha. sạch sẽ và Đó. giá nó cũng rất là dễ thương. Con này thì sẽ để cho anh em mặc cái giá nó chỉ có 35 triệu thôi. 35 triệu 35 triệu. thì ở bô riêng đuôi riêng À quên, nhầm nhầm, sorry anh em. Con này 36. 36 Đúng rồi, 36 triệu. triệu 35 thì cũng có luôn, nhưng mà R15 thì 35 có con này. Con này nó chạy hơn 30.000 cây. đấy Xe 2019 biển Sóc Trăng. biển Sóc Trăng, con này có 35 triệu ha. Thì đối với R15V3 hiện tại mình đang có cái giá dao động từ 35 cho đến 51 triệu. Còn xe Ok. nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 con. 17 con Đúng rồi. R15. Đợt này thì số lượng khá là khiêm tốn. Đợt này đang xả bớt Đúng đây. rồi. Đấy, nó cũng vãn bớt nhiều. Rồi. Đấy là còn lấy về thường xuyên chứ không chắc Rồi. thì nó cũng chả còn mấy con. Ok. Đấy con này là con cao nhất này. Cao nhất này thì nó đi chỉ có 800 cây thôi. Và nó là đăng ký cuối năm 2022 biển số của Sóc Trăng. 800 cây anh em.
con này nó chỉ có liên quan về vấn đề về giá thôi, chứ còn chất Rồi, lượng thì không cần phải suy nghĩ được. ok. Đấy, Rồi, giá 51 triệu. 51 Đó. triệu ha. Đây có xe mới về nữa. Đây có XR155 nhé. Yamaha XSR155 thì con này trước của mình bán ra cho anh em được hơn một tháng này. Tầm tháng nữa mới đổi sang beo 300. Ok. Lại hết xăng rồi. Đây, mấy anh em hút AK Xăng rồi. đi 2.500 cây. Đấy, có 2.500 cây lên thôi. cái ba ga sau, còn đâu tất cả đều nguyên bản. Rồi. Con này thì nó đang trong quá trình rút hồ sơ nhé. Đang rút hồ sơ rồi. Đúng rồi. Ok. Và cái chiếc xe này thì mình sẽ để cho anh em vào cái giá nó là 68 triệu. 68 triệu. Tất cả xe ở đây bán cho anh em về cái dòng mô tô á là auto bao rút hồ sơ hết, chỉ có một Ok. vài con xe Trung Quốc là không bao thôi, Rồi. còn đâu là bao rút hồ sơ và bảo hành máy cho anh em 6 tháng. Ok Về vấn đề ô tô thì nói mãi rồi, ở đây thì bao đầu cổ chẳng ba, bao nốt đấy. Rồi, ở đây có con MT15 nữa. MT15. MT15 này thì nó là xe 2021 biển số Bến Tre và nó đi được hơn 2.000 cây một xíu. Hai ngàn ba trăm bảy mươi bảy cây. Thì cái chiếc xe này mình sẽ để cho anh em một cái mức giá nó là 57 triệu. 57 triệu Rồi. đi 2.000 cây. Rồi, đi 2.000 cây. Con này thì chỉ có lên cái chung đổ thôi em nhé, còn đâu Đúng chưa rồi, zin hết ha. duy nhất là cây chống đổ thôi. Rồi, Đó. ok. Con tiếp theo là con Z800 ABS về lại này. Rồi, Z8 Bán cho thanh niên này nhưng mà về bị vợ la quá, đem bán lại. ABS. Bán lại luôn. Đó. Chiếc này thì có lên cái bô chống đổ, tay thắng tay côn. 24.502 cây. Nếu con này thì so với cái hôm trước mà mình quay video những cái đợt trước á, thì đã thay đổi từ SC sang AK giò gà nổ rất là hay, rồi là thay được thêm cái vỏ trước mới tinh, vỏ trước Rồi, bộ chiếc mới thay luôn. rồi nhớt thì xài một tuôn 300V cũng vừa mới thay luôn. Ok. Con này thì lúc nãy mình có nổ một lúc rồi, nên là mình nẹt được luôn, chứ còn nếu mà bình thường anh em mới để máy thì không nên nẹt như vậy. Ok. Rồi, con này giá của nó là 130 triệu. Rồi, Con tiếp 130 triệu em nhé. 800 Đó. ABS 130 triệu. Nếu Ok. như anh em cần mua góp thì tầm này anh em trả khoảng cỡ 80 là góp Rồi, được. ok. Đấy, XSR như này thì trả khoảng cỡ 25 triệu góp được, mà T này thì trả khoảng 17 18 triệu là góp được. Ok. Đấy, hay là R15V3 thì anh em muốn mua góp thì trả khoảng cỡ 12 triệu trở lên là góp ok ngon lành. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cập nhật mấy con Sport 200. 250 cho đến 400cc Rồi. ha. Là một dãy dài này đi. Rồi. CBR 250 biển số 94 của Bạc Liêu. Con này thì nó đời 2018, đi 16.000 cây. Về cái phần dàn áo á thì nó cũng có vài cái điểm là có sơn rậm lại anh em nhé. Mình nhắc lại là có sơn rậm Có lại vài điểm sơn nhé. rộng lại rồi anh Con này thì hiện tại mình đang giảm xuống là còn 89 triệu. rồi 89 triệu. 89 triệu thôi mà. Ok. Rồi. Con tiếp theo, con này thì nó là biển số 92 của thằng Quảng Nam Nam. 2019, nhưng mà đồng hồ con này bị tu. À, con này Con này tu bị đồng hồ tu thì có 8 ngàn mấy thôi, nhưng à? mà Ok cái xác ha. xe này thì cứ áng chừng nó phải khoảng 30 ngàn độ cây Đó, bô. nói chung là vỏ đã thay lại Đúng rồi. Còn một cái điểm nữa cơ, là cái dàn áo này là sơn lại nguyên con từ trắng đỏ sang đen ngà. ha. Ok. À, cái dàn này là sơn lại hết ha. Đúng rồi. Đó, sơn lại cái nhám rồi. Và con này thì mình đang bán ở cái mức giá nó là 82 triệu.
Về vấn đề sơn lại thì nhiều khi nó do sở thích của anh em. Dạ. Với vấn đề mà đồng hồ á, thì nhiều khi những anh em lái buôn là Ok. thua lại. Thế nhưng ở đây thì mình bao cho anh em cái khoản đấy. Còn đầu cổ chẳng ba sườn bọng thì vẫn Ok. phải bảo đảm cho anh em là ok và ngon lành. Chiếc này thì nó là biển số 81 của Gia Lai, đi được hơn 9.000 cây, C219. Con này thì hiện tại mình đang giảm xuống giá là còn lại là 96 triệu. Với 96 cái triệu biển tàu 81. này thì anh em mua góp với chuẩn bị khoảng cứ hơn 40 triệu là góp được Ok. nha. Hơn 40 triệu. Rồi, R3 2021 biển số Long An, con này thì nó chạy được hơn 3.000 cây, hơn 3.000 cây. Con này thì mình đang bán là 88 triệu. 88 triệu. Ok, R3 mẫu mới, R3 R3 mẫu cũ. mẫu cũ thì còn 5 con. Con đầu tiên này thì nó là biển số 61 Bình Dương, mới chạy được có hơn 5.000 cây thôi, vỏ lốp zin theo xe. Với những cái dòng xe mà số lượng đầu xe như vậy ạ, thì anh em muốn đổi bô mình sẽ hỗ trợ đổi sang bô zin từ con nọ qua con kia được. Con này thì mình đang bán ở mức giá là 72. Con tiếp theo thì nó là biển số 81 Gia Lai, nhưng con này chạy đến 36.000 cây, xe 2017. Và chiếc này mình đang bán là 65 triệu. Rồi, 65 triệu luôn. Tiếp đến nữa thì xe nó đi được 25.000 cây. Hết bình. Con này thì đã rút sẵn hồ sơ rồi, anh em về ra tên thôi. Và chiếc này mình đang bán ở cái giá nó cũng là 65. Rồi, ok. Tiếp đến nữa là biển số 43 Đà Nẵng. Con này Đà đi cây Nẵng. bô cũng khá là đẹp, vài con ốc titan. Nhưng cái dàn áo thì mình đã sơn lại nguyên À, con con này này dàn trước áo cũng sơn lại. sơn thành cái màu sơn kiểu Ok. xanh lá lá, giống như cái con Con MT xanh. Con này sơn lại. lại dàn áo ha. Rồi. Giá cũng là 65 triệu, 65 đi triệu. khoảng 30 ngàn. Rồi, con tiếp theo thì nó là biển số Tiền Giang. Biển Tiền Giang này thì nó là xe 2017, đi được 14.000 cây, vỏ còn theo xe. Độ cây bô AK, con này thì mình đang bán 68. 8 triệu. Con này có một cái lỗi nó nằm ở đây. Mất tem bực. À, mất 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 tem một ha. viên tem. Bên tem này lột bị lột rồi. Đúng rồi. Rồi, ok. Anh em nào mua thì chịu khó về đặt Rồi, cái miếng tem, tại vì ok. mình bán xe thì mình rất lười về vấn đề dọn dẹp, chủ yếu là rửa không à. Su F 250. Con này thì nó quá mới rồi. Nó đi được có 1.300 cây, biển số nhiêu ta? Biển 65 Cần Thơ, thì anh em sang tên về đâu cũng chỉ mất được 500 cây. Rồi, Thì con này mình đang giảm xuống là còn 75 con này triệu. là đăng ký 2022 Đúng, không? 2022. 2022 luôn. Quên ơi. Đó, đây thì còn một số cái dòng ở Ninja 300 ha. Rồi. Ninja 300 thì chiếc này nó là biển số 70 Tây Ninh, đời Rồi. 2016 và đi 14.000 cây. Con này thì hiện tại thì sẽ để cho anh em ở mức giá là 70 triệu. Nó 70 bọc triệu tem chùm, lên tem tem chùm zin còn nguyên. Anh rồi. em nào không thích thì có thể lột ra. Ok. Vỏ zin còn theo xe. Đấy. Rồi. Con Ninja 300 tiếp theo thì nó là biển số 66 của Đồng Tháp, đi 13.000 cây, vỏ cũng còn theo xe. Con này thì mình đang bán ở cái mức giá là còn lại là 69 triệu. Rồi. Rồi. Chiếc tiếp theo nữa, con này bữa nay xả hàng cho anh em luôn. Đi hơn 40.000 cây, biển 73 Quảng Bình. Con này bữa nay sẽ xả xuống cho anh em còn 60 triệu. À, còn Hôm nay có 60 hai triệu à? con mình sẽ xả xuống giá 60 Rồi, triệu. ok, Rồi, có rẻ luôn ha. con này là con đầu tiên này. Rồi.
Con xả tiếp theo đi. À, con này tiếp theo luôn. Con này thì nó là biển số 61 của Bình Dương, cũng đi 42.000 cây, 26. Và bữa nay cũng sẽ để cho anh em mức giá 60 triệu. Rồi, còn 60 triệu rồi. Giá có mềm ha. Đây nữa. Ninja rồi, màu trắng, màu biển trắng. Số 93 của Bình Phước. Con này thì nó chạy được 23.000 cây, 27. Và sẽ để cho anh em ở mức giá là 68 triệu. Rồi, okay. Có mấy xe về cô? Có một con đấy hả? Hả? Còn hạc lây của tao đâu mất tiêu rồi đó. Chờ mãi con hạc lây về mà chưa thấy về. Con xe về nữa. Vào bảo chị đưa tiền cước cho khách. Con này thì nó là biển số 68 Kiên Giang, xe 216 và sẽ để cho anh em là 68 triệu. Nhờ ok. Okay. Tiếp đến nữa là biển số Sài Gòn đi 17.000 cây. Thì con này sẽ để cho anh em cái mức giá nó là 74 triệu. Rồi. 10 triệu. Rồi. Ninja 400 thì còn lại 3 chiếc. Rồi. Chiếc này thì nó là 2022, nó chỉ đi có 3.000 cây thôi. Rồi. 3.000 cây à. Có mới luôn, chả khác gì mới cả. Nó là biển số 43 của Đà Nẵng. Thì con này mình sẽ để cho anh em mức giá nó là 120 triệu. Biển Đà Nẵng thì anh em sang tên thì đâu cũng chỉ đóng 1% thuế thôi. Còn những chiếc tiếp theo này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đây, như con này. Con này thì nó là biển số 79 Nha Trang. Xe 2019 đi 15.000 cây và sẽ để cho nhà là 95 triệu. 95. Còn tiếp theo nữa nó là biển số 61 của Bình Dương đi 20.000 cây. Và chiếc này thì sẽ để cho nhà một cái mức giá là 95. Ok. CBR 500 thì sẽ để cho nhà một cái mức giá là 115 triệu. Rồi. Xe 2020 đi 6.000 cây. Biển Bắc Phước. Xe Zibet luôn ha. Rồi. Rồi. Ok. Mình xuống đây có mấy cái dòng 300 nữa. Rồi. Như MT03 biển 71 Bến Tre. Sơn lại cái màu sơn xanh lẻ. Chiếc này thì sẽ để cho anh em ở cái giá nó là 68 triệu. Rồi, 68 biển triệu rồi. Bến Tre đi 26.000 cây. Rồi. Rồi. Ở đây có CB300. CB300. Xe 2020 biển số 86 của Bình Thuận đi 8.000 cây, giá 88 triệu. Rồi, ok. Và dưới này có beo 300 đấy, mình giới thiệu thêm hai em beo 300. Đó. Đó, beo 300 tại còn hai chiếc nhé. Đó. Còn chiếc này thì lên full đồ chơi này. Beo 300 thì con này full đồ chơi, đồ chơi khá là nhiều tiền, đi 6.000 cây, biển số 95 của Hậu Giang. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá là 95 triệu. 95 triệu ha. Mà hai con đều 95 luôn. À, hai con đều. Con này thì zin không có đồ gì nhưng mà nó chỉ đi có 1.000 cây thôi. 2020. À, biển Phú Yên thì có 1.000 cây thôi. À, okay. Con này cũng là giá 95. 95 luôn. Đấy thì anh em quan tâm về đến chiếc nào thì cứ alo cho mình hoặc nhắn qua Zalo, mình sẽ gửi thêm hình ảnh và video để cho anh em tham khảo thêm. Rồi, rồi, ok. Xin chào, gặp lại anh em video sau nha. Rồi, ok. Ờ, thì anh em mà quan tâm mấy cái mẫu xe nào ha, mà muốn biết chi tiết hơn thì mình có thể liên hệ Zalo của anh Phong nhé. Vì số lượng xe cửa hàng khá là nhiều luôn. Từ phân khối nhỏ từ 125 đến 1.000 cc anh em nhé. Nên mà không thể là quay chi tiết từng chiếc cho anh em được, nên mà anh em cần chi tiết chiếc xe nào, muốn trả góp hay là muốn ship xe về đâu thì mình cứ inbox Zalo cái cửa Zalo của anh Phong thì mình có ghi trong màn hình rồi ha. Cú video thì mình sẽ đọc lại cái địa chỉ cửa hàng nhé. Anh em ở gần thì mình có thể là mình chạy đến trực tiếp xem xe ha. Địa chỉ cửa hàng là địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Thị An Bình Dương. Và số điện thoại cửa hàng là 092770 và 4Q8 nhé. Cửa hàng thì vẫn có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship xe toàn quốc nhé. Trả góp thì anh em chỉ cần có căn cước công dân thôi, không nợ xấu thì ngân hàng sẽ duyệt anh em cũng dễ đó ha. Rồi còn anh em đang xem và chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục review các mẫu xe khác cho anh em ha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo.